Đau cái mông luôn. Đau cái mông luôn. Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Vàng Rừng Núi của mình nhỉ. Hôm nay mình review cho các bạn xem anh em sửa đường đi để xe về. Xe nằm ở núi mấy ngày rồi. Đường hư hết trơn rồi nè. Ôi. Ôi thôi. Chưa thấy đâu à? Chưa thấy đâu. Anh em sửa đường để xe tải về các bạn nha. Xe tải chở keo mà bị nằm ở núi mấy ngày rồi. Bắt tài nè các bạn nha. Lo cho xe về rồi mà nằm mấy ngày đêm ở núi. Cố lên. Anh em bây giờ các bạn xem anh em ba anh em này rinh cục đá này để chành cái đường để xe tải về các bạn nha. Cố lên. Anh Hội, qua đây anh Hội, phụ đây này. Kẹp kìa. Rồi, cố lên. Kéo lên. 2. Ui. Đó. Tay sắp bơ luôn. Lát vô luôn. 2 3 vô. Ui. Có đủ kia. Bước vào này cái. Từ từ cho anh tìm chân. Buồn không đá tỏ. 4 người vô đó, nhẹ. Ồ, cái em đi. Đó. Chân. Anh em sửa đường cho xe tải về các bạn nha. Anh em bỏ đá vào bao. Bỏ đá vào bao để chành nước có nổi không. Làm để đỡ cho xe tải về các bạn. Hiện tại xe tải đang ở núi mấy ngày thôi. Giờ nước lớn mà về không được.
Trôi đi liền chứ. Bỏ nhiều vô. Ít quá trôi liền chứ. Đau cái mông luôn. Điệp đau cái mông luôn. Ủa, trôi đi luôn ư? Cho mặt chút. Cảnh anh em sửa đường để xe tải chỗ keo Việt các bạn.
anh em vất vả. Anh Sơn, anh Sơn là Sơn Oé này. Đang chuẩn bị qua con suối này các bạn nha.